Giảm tốc tăng trưởng của Trung Quốc không ít lần làm dấy lên sự lo ngại về màn hạ cánh cứng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhưng theo một số chuyên gia, mọi chuyện không tệ như vậy. Ngay cả ngành bất động sản và ngân hàng, hai lĩnh vực gặp nhiều rắc rối nhất của Trung Quốc vẫn cho thấy sự nổi trội hơn nhiều khu vực. Sau thời kỳ hoàng kim với tốc độ tăng trưởng kinh tế thần kỳ, giới đầu tư bắt đầu quen với sức tăng trưởng GDP một con số của Trung Quốc. Thị trường chứng khoán nước này hiện đã giảm hơn 40% so với năm 2009. Trung Quốc đang vướng vào rất nhiều vấn đề nghiêm trọng, thậm chí trong 3 hay 4 năm tới, Trung Quốc nhiều khi phải đối mặt với viễn cảnh vỡ nợ. Song bây giờ, Trung Quốc cần lựa chọn đâu là ưu tiên của mình, cải tổ hệ thống tài chính hay là thúc đẩy ngành công nghiệp. Tất cả đều có khả năng phục hồi và phát triển tốt hơn những gì mọi người đánh giá. Thực tế thì một số doanh nghiệp Trung Quốc vẫn phát triển tốt bất chấp kinh tế chậm tốc, đa phần tập trung vào nhóm doanh nghiệp sản xuất chất bán dẫn, sản xuất máy tính, các nhà phân phối và các công ty bảo hiểm. Ngoài ra, ngành ngân hàng của Trung Quốc cũng được đánh giá tốt, dù lợi nhuận không còn tăng đến 30% một năm như thời gian trước, song các ngân hàng nhà nước tại đây vẫn làm tốt hơn so với nhiều khu vực khác, ví dụ như hệ thống ngân hàng tại châu Âu.